Phim lỗ hơn 330 tỷ vì lừa dối khán giả, vô phòng vé, xuất hiện đúng ba cảnh rồi biến mất. Từng phải dời lịch vào năm 2022 và hiện tại ra rạp ngay mùa phim hè đang hot. dự án gia đình siêu nhân của Thánh Hải thẩm đằng bất ngờ bại trận phòng vé. Công chiếu bên cạnh các bom tấn như Phong thần 1 hay Trường An 3 vạn dặm, gia đình siêu nhân hoàn toàn bị lép vế về doanh số, sau tuần lễ đầu tiên chỉ thu về 200 triệu nhân dân tệ. Theo tiết lộ từ Quy Quy, phim có kinh phí được ước tính hơn 300 triệu nhân dân tệ, chưa tính tiền truyền thông, là sản phẩm được đầu tư mạnh về kỹ xảo lẫn bối cảnh. Đây cũng là một trong số ít phim hài có thẩm đằng tham gia với kinh phí đội lên mức trăm triệu, và hiện nay dự án lại không được đón nhận như kỳ vọng. Quy quy dự đoán phim sẽ lỗ 100 triệu nhân dân tệ, hơn 330 tỷ đồng, và khó có thể đạt ngưỡng nửa tỷ, chứ đừng nói đến cột mốc cao hơn. Trên đao bần, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ vì cảm thấy như bị lừa sau khi xem gia đình siêu nhân. Ngay từ ban đầu, bộ phim đã dùng hình ảnh và tên tuổi của thẩm đằng để quảng bá, câu khách. Thế nhưng trên thực tế khi phim ra rạp, thời lượng thẩm đằng xuất hiện vô cùng ít ỏi, chưa đến 15 phút cho ba cảnh phim trường hợp này đã từng xảy ra với phim âm dương sư thị thần lệnh khi cặp đôi châu tấn trần không bị mang ra làm cần câu khách dù xuất hiện khá ít làm nền cho dàn sao chính ngoài ra nội dung phim cũng gây thất vọng khi không thu hút như tóm tắt trước đó trong gia đình siêu nhân nam chính trịnh tiền ngải luân đóng là một kỹ sư công nghệ đang phát triển một dự án tầm cỡ thế nhưng dự án này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của tên phản diện triệu phú do thẩm đằng đóng và hắn đang ra sức giành lấy nó từ trịnh tiền khi trịnh tiền về quê chơi một sự cố hy hữu đã khiến cả nhà anh thừa hưởng siêu năng lực chị gái biết bay bố có thể tàn hình ông nội thì bất tử còn em gái thì vô cùng khỏe cùng nhau cả gia đình họ trịnh hợp sức chống lại tên phản diện cứu lấy dự án và cả nhân loại